Hello anh em, lại là Lâm đây. Hôm nay Lâm sẽ lên video cưa cây Wazoo 4U V12 để cho anh em thấy rõ và chi tiết nhất. Bây giờ Lâm sẽ cưa thử khung vượt, khớp của chữ T, rúa vượt và cán vượt. Chào Lâm. Bây giờ Lâm sẽ cưa đến khớp đối chữ T. Và bây giờ Lâm sẽ cưa tiếp đũa vượt. Và cuối cùng Lâm sẽ cưa lắp cán vượt và cán vượt. Đây, sau khi Lâm đã cưa xong rồi đây, anh em có thể thấy khung vượt của anh em này, các ngón rất là dày dặn. Khớp của chữ T đây, đũa vượt đây, tay cầm gỗ sồi Indo đây, cực kỳ nhẹ nhàng và thoải mái. Đây, sau khi Lâm đã cưa toàn bộ chi tiết sản phẩm của cây Wazoo 4U V12 cho anh em thấy đây, anh em ủng hộ shop thì bấm ngay vào giới hạn phía dưới. Chào tạm biệt anh em.